chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Tiến tới cấp truyền hình 2023 của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn Tô Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, ở cuộc đua năm 2022, ekip 620 Châu Thới Vĩnh Long được trao giải phong cách với tinh thần thi đấu nhiệt huyết, cạnh tranh ở các điểm thưởng, dọc đường, đỉnh đèo và đích đến. Đáng tiếc nhất có lẽ là việc đội đã không có được chiến thắng chặn, nhưng đó cũng là động lực để các tay đua Vĩnh Long quyết tâm hơn trong quá trình chuẩn bị cho cúp truyền hình 2023, đặc biệt là khi lộ trình cuộc đua trở lại với cung đường miền Tây Nam Bộ. Tương lai được gọi bằng nhiều cái tên khác nhau. Với các tay đua của 620 Châu Thới Vĩnh Long, đó là cơ hội ở mỗi chặng đua sắp tới tại cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Khao khát giành chiến thắng của ekip Vĩnh Long lớn hơn bao giờ hết. Lần gần nhất một tay đua trong màu áo trắng xanh đỏ ăn mừng thắng chặn đã cách đây 2 năm, khi Nguyễn Minh Thiện về đích tại Thành phố Hồ Chí Minh cuộc đua năm 2021. Trong bối cảnh nhiều đội đua tích cực tăng cường lực lượng bằng những ngoại binh, 620 Châu Thới Vĩnh Long tiếp tục với truyền thống phát triển các tay đua tỉnh nhà. Không còn cua rơ kỳ cựu Hồ Hoàng Sơn cùng Thái Ngọc Hải, nhưng đội đua miền Tây vẫn giữ được bộ khung các tay đua chủ lực đã thi đấu cùng nhau suốt thời gian dài, là đội trưởng Nguyễn Minh Thiện, tuyển thủ quốc gia Võ Thanh An, bên cạnh Đặng Văn Bảo Anh, Phan Thanh Tấn Tài, Nguyễn Nhật Phát, cùng nhân tố trẻ là Đỗ Khánh Duy và Trần Khánh Duy. So với 2 năm gần nhất, quá trình chuẩn bị bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đội chủ yếu tập tại địa phương và tập huấn ngắn ngày. Hướng đến cúp truyền hình 2023, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Khắc Lộc đã có lịch trình tập luyện đa dạng và chuyên sâu, từ những cung đường nắng gió ven biển miền Trung cho đến địa hình đèo dốc ở Tây Nguyên. Năm nay đội 620 Châu Thới Vĩnh Long cũng có chuẩn bị rất sớm từ Phan Thiết và ngày hôm nay lên Đà Lạt để tập trung tập đèo dốc để chuẩn bị thật kỹ và tốt cho cúp truyền hình lần thứ 35. Tụi em cũng thua thiệt một phần là ngoại binh thì nó sẽ mạnh hơn tụi em rất là nhiều, nhưng mà tụi em vẫn sẽ cố gắng. Nếu không ăn được những hạng cao thì tụi em sẽ đua bám theo và ăn được những thứ hạng nhỏ và từ đó rút ra những kinh nghiệm. Thử thách đi đôi với cơ hội. Phát huy sức mạnh tập thể là cơ sở quan trọng nhất để 620 Châu Thới Vĩnh Long đạt được mục tiêu ở cuộc đua năm nay. Nhiều chuyên gia đặt kỳ vọng Vĩnh Long sẽ tạo được dấu ấn chuyên môn ở chặng đồng đội tính giờ diễn ra tại Quảng Ngãi sắp tới. Dù rằng những ekip mạnh có sự đầu tư lớn về nhân lực và tài lực như An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Đồng Nai vẫn là những ứng viên cho ba thứ hạng đầu. Bởi chỉ tính trong các đội tuyển xe đạp đường trường Việt Nam, tập thể Vĩnh Long đang tiến bộ ở nội dung này. Sau huy chương bạc đồng đội tính giờ 4 km tại giải vô địch quốc gia 2021, bốn tay đua Minh Thiện, Thanh An, Bảo Anh và Nhật Phát đã xuất sắc đoạt huy chương vàng cự ly này ở kỳ đại hội thể thao toàn quốc 2022, cùng hạng 3 nội dung đồng đội tính giờ 80 km. Đội tụi em vẫn luôn giữ tự tin, nếu mà có đồng đội tính giờ thì tụi em sẽ cố gắng hết sức. Anh em cũng hỗ trợ cho nhau rất là nhiều trong những chuyến tập huấn như thế này. Thì tụi em đã đặt mục tiêu trước và quyết tâm là nếu có giây nào thì nhất định phải cố gắng hết mình vậy đó. Vẫn sẽ là những tay đua Vĩnh Long sôi nổi cạnh tranh mỗi điểm thưởng dọc đường, trên những đỉnh đèo và nhất lỡ vạch đích. Lộ trình 35 năm cúp truyền hình trở lại khu vực miền Tây Nam Bộ mang đến nguồn cảm hứng để các tay đua Vĩnh Long nỗ lực thi đấu hết mình vì người hâm mộ và vì truyền thống xe đạp tỉnh nhà. Nếu giờ tối nhất trong đêm là ngay trước lúc rạng đông, bình minh rực rỡ sẽ là phần thưởng xứng đáng cho ai dũng cảm canh thức chờ một cơ hội. Ở cuộc đua cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35 năm 2023 tới đây, ban tổ chức đã bổ sung vào cơ cấu giải thưởng một danh hiệu hoàn toàn mới, đó là giải thưởng dành cho vận động viên ấn tượng nhất cuộc đua. Cuộc cạnh tranh cho danh hiệu này được dự đoán sẽ là một làn gió mới rất thú vị. Bên cạnh đó, như thường lệ, cuộc chiến áo xanh dành cho những ông vua nước rút cũng sẽ rất hấp dẫn với câu hỏi ai sẽ phá vỡ được thế thống trị của Nguyễn Tấn Hoài. Mọi bất ngờ đều có thể xảy ra trên đường đua của cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh bao nhiêu năm qua. 3 năm liên tiếp, chiến thắng ở giải thưởng áo xanh của cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đều thuộc về một cái tên, đó là Nguyễn Tấn Hoài. Dù khi còn thi đấu cho Dương Domesco Đồng Tháp hay khi đã chuyển sang khoác áo tập đoàn Lộc Trệ An Giang, tay đua sinh năm 1992 vẫn luôn giữ cho mình những phẩm chất đặc biệt nhất. Nếu chỉ xét khả năng tung nước rút đơn thuần trong đoạn ngắn, có thể Tấn Hoài chưa bằng đàn em Trần Tuấn Kiệt hay người bạn đồng niên Lê Nguyệt Minh, nhưng xét tổng thể, anh lại là người toàn diện nhất. Ở Tấn Hoài có sự khôn ngoan, khéo léo trong việc chọn vị trí khi về đích,
đặc biệt là khả năng đi đèo nổi bật hơn hẳn so với những tay đua chuyên về đích rút khác. Chính sự khác biệt đó giúp anh luôn đảm bảo thời gian về đích đúng quy định ở những chặng đèo khắc nghiệt, nơi các tay đua ngoại binh luôn cố gắng kéo giãn thời gian nhiều nhất có thể. Bước vào cuộc đua năm nay, Tấn Hoài đang đứng trước cơ hội lần thứ tư liên tiếp đoạt danh hiệu áo xanh, điều mà chưa ai làm được trong lịch sử cấp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng tay đua người Đồng Tháp không xem đây là mục tiêu lớn nhất mà mình hướng tới. Với Kiên Hoài thì sẽ không đặt mục tiêu cho bản thân vì nó sẽ gây áp lực. Và chỉ đặt mục tiêu là lọt vào top 10 áo vàng để có thể bước lên nhận giải cùng với các thành viên của các đội. Bên cạnh Nguyễn Tấn Hoài, hai ứng viên áo xanh khác ở cuộc đua năm nay cũng thuộc ekip An Giang. Đó là Quang Văn Cường, người xếp thứ hai danh hiệu này ở cuộc đua năm ngoái, và Roman Makin, tay đua có biệt danh Thần Gió và có năm thứ hai liên tiếp thi đấu cho An Giang. Với ba mũi tấn công, tập thể An Giang sẽ khó lòng để danh hiệu áo xanh thoát khỏi tay mình. Có đôi chút tiếc nuối cho người hâm mộ khi vào giờ chót, tay đua Lê Nguyệt Minh, người từng đoạt áo xanh 3 năm liên tiếp từ 2017 đến 2019, không thể thi đấu vì lý do cá nhân. Tuy nhiên, với những cái tên như Nguyễn Văn Bình, Trần Tuấn Kiệt, Huỳnh Thanh Tùng hay ngoại binh người Mông Cổ Eden Abbas của Đồng Nai, cuộc cạnh tranh ở vạch đích vẫn sẽ cực kỳ khó đoán. Ngoài các danh hiệu quen thuộc, ở cuộc đua lần thứ 35 này, ban tổ chức đã quyết định trao thêm một giải thưởng đặc biệt mang tên Vận động viên ấn tượng. Danh hiệu này sẽ được trao cho tay đua Việt Nam đạt thứ hạng cao nhất trên bảng tổng sắp cá nhân chung cuộc. Đây là sáng kiến nhận được sự ủng hộ lớn từ giới chuyên môn bởi sẽ tạo thêm những động lực cạnh tranh hấp dẫn cho cuộc đua. Tôi nghĩ cái ấn tượng thì chúng ta cần nên là tính cái toàn diện luôn cả cái tổng sắp. Chứ không phải là vận viên xúc ra đi được một số chặng nhưng mà trong tổng sắp không có cũng là ấn tượng. Nhưng mà tôi nghĩ là được cái giải này thì phải nói là cái nguồn động viên cho tất cả vận động viên và các đội phấn đấu. Dù sao đây là một cũng là một cái danh hiệu ở trong một cái giải rất là uy tín ở Việt Nam của chúng ta. Hai năm gần nhất, Nguyễn Hoàng Sang của ekip Đồng Nai là tay đua Việt Nam có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng cá nhân chung cuộc. Với giải thưởng hấp dẫn này, tay đua sinh năm 1993 hứa hẹn sẽ cùng những cái tên như Nguyễn Trường Tài, Trần Lê Minh Tuấn, Lê Ngọc Sơn, Phan Hoàng Thái, Nguyễn Quốc Bảo sẽ cống hiến đến khán giả những màn tranh tài đỉnh cao và mãn nhãn nhất. Đến đây, chương trình Tiến tới Cấp Truyền hình 2023 xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Cảm ơn Tô Đông Á đã đồng hành cùng chương trình.